xuống được phòng trọ của mày luôn. Không nên trả kèo, mày xuống phòng trọ nhà mày luôn. Gọi điện luôn. Kéo trả lời. Không trả lời các bạn. Bây giờ có ai ở đây tài trợ tôi 2 triệu taxi tôi xuống tận phòng trọ nó luôn. Ai ở đây tài trợ Khánh 2 triệu taxi Khánh xuống tận phòng trọ luôn. Đòi kèo anh ạ. Ai tài trợ Khánh 2 triệu taxi Khánh xuống tận phòng trọ mặt nó luôn. Các ông thì mẹ lên mẹ con sư tử đi. Cứ không lên mẹ con sư tử đi chứ bây giờ mà bảo là bảo tài trợ các ông cứ nhắn tin không các ông trêu đưa số tài khoản các ông có gửi đéo đâu. Bao nhiêu lần rồi. À mày hay là mình mở công ty kéo view cạnh tranh với Thành nhỉ? Anh em mày. Khánh cũng mở công ty kéo view để cạnh tranh với thằng này nhỉ. Số tài khoản bây giờ nhá. Các bố trẻ trâu vào đấy cứ bình luận là đưa số tài khoản để các bố chuyển tiền. Đến khi tôi nhắn tin đến 50 thằng chưa thấy thằng nào chuyển nhỉ. Nói thật. Tôi nhắn tin 50 thằng không thằng nào không thấy thằng nào chuyển cả. Nói thật là như thế, sự thật là như thế. Các ông cứ bảo đưa số tài khoản đây tôi nhắn tin mọi cả tay cho các bố chưa thấy bố nào chuyển cả. Hay là mình cũng mở công ty kéo view cạnh tranh với thằng này nhỉ? Anh em ơi, Khánh có lên mở công ty kéo view để cạnh tranh với thằng Long được không nhỉ? Phá bát cơm của nó. Quánh vào kinh tế của nó. Chứ nó đánh vào người mình lại đi tù. Quánh vào kinh tế anh em ạ. Được không anh em? Ok nhá. Từ ngày hôm nay nhá, Khánh Nhà Cai mở công ty kéo view nhá. Vốn điều lệ 50 triệu. Anh muốn hồng cấp. Tối nay anh xin anh muốn 50 triệu. Tối nay Khánh Nhà Cai xin anh muốn 50 triệu để mở vốn điều lệ công ty kéo view. Vốn điều lệ 50 triệu. Ok luôn. Mở công ty kéo view sợ đéo. Bố mày cạnh tranh bát cơm mày luôn. Đá bát cơm mày luôn Long ạ. Thật mình phải mở công ty kéo view rồi anh ạ. Nó từ chối các bạn. Nó đéo đồng ý nói chuyện.